Chào các bạn, lại là chuyên mục kể chuyện đêm khuya. Chắc hẳn các bạn đã từng nghe hiện tượng người chết trở về báo mộng cho người thân của mình đúng không nào? Vậy thì theo các bạn, hiện tượng báo mộng có thực sự tồn tại hay chỉ là trí tưởng tượng của não bộ? Đã có rất nhiều nghiên cứu đưa ra để giải thích cho hiện tượng bí ẩn này, thế nhưng tất cả vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng và còn khá mơ hồ. Mình đã từng nghe kể rất nhiều những câu chuyện về hiện tượng người chết báo mộng, nhưng sau câu chuyện có thật của một người em rất thân thiết với mình kể lại và tận mắt chứng kiến thì mình đã hoàn toàn tin, và chính lúc kể lại câu chuyện này cho các bạn thì nói thật mình đang nổi hết cả gai ốc luôn các bạn ạ. Em này thì mình tạm gọi là em A đi. A là một người không tin vào tâm linh, có thể nói là em ấy thuộc kiểu người vô thần vô thánh, và em ấy đã lập gia đình được 6 năm. Vào cái thời điểm đó thì cuộc sống gia đình vẫn diễn ra rất bình thường, cho tới khi mà mẹ chồng của A bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Bà đột ngột qua đời tại bệnh viện, không kịp chăm chối bất kỳ điều gì cho con cháu cả. Người thân ở nhà nhận được hung tin thì tức tốc dọn sạch nhà cửa và chuẩn bị luôn các thủ tục để phá tang. Và rồi trong cái đám tang đó đã xảy ra rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ. Người cô chồng đi ra ngoài vườn nhưng không hiểu vì sao bà ấy cứ đi loanh quanh hết chỗ nọ chỗ kia, mãi không thể nào đi vào trong nhà được. Nó giống như hiện tượng bị ma che mắt đó các bạn. Và phải cho tới khi tìm được thấy ống kinh mà khi còn sống, mẹ chồng A rất nâng niu, chẳng hiểu sao một vật quan trọng như thế lại bị ai đó ném ra sân. Khi mà mọi người cầm được cái ống kinh về nhà đặt lên bàn thờ thắp hương khấn vái thì mọi chuyện mới dừng lại. Và những ngày sau đó đám tang diễn ra mới được bình thường. Chôn cất xong đâu đấy thì những ngày sau ấy thì em ấy đều rất là chu đáo làm cơm cúng bày lên bàn thờ mời mẹ chồng. Nhưng những sự kiện tiếp theo xảy ra khiến A đến giờ nghĩ vẫn còn ám ảnh. Vào đêm thứ nhất thì em ấy bắt đầu mơ thấy mẹ chồng hiện về đứng ngoài cửa, cứ thế bà ôm mặt khóc rưng rức. Cửa nhà A làm bằng kính mọi người ạ. Và trong giấc mơ đấy thì A lại không hề cảm thấy sợ mà còn chủ động đi đến đứng đối diện mẹ chồng. Và trong giấc mơ ấy thì A đã ý thức được rằng là mẹ đã mất rồi. Trong cái giấc mơ đó thì A rất là muốn hỏi mẹ nhưng không hiểu sao lúc đấy miệng A khô khốc, chỉ có thể phát ra được những cái âm thanh giống hệt như là có cái gì đấy nó chặn ngang họng, không nói được điều gì cả. Mẹ chồng A cứ khóc mãi. Mãi sau thì trong giấc mơ bà mới nói như thế này: "Con ơi, họ chở quan tài mẹ lên núi rồi thả mẹ xuống rồi." Thì khi mà A nghe xong câu này ấy, thì A bật dậy và rất là sợ. A có kể lại cho chồng nghe, nhưng mà chồng A thì lại nghĩ rằng là chắc mẹ mới mất, nghĩ về bà nhiều quá cho nên mới mơ như vậy, không bận tâm đến chuyện của A cho lắm. Thì đến đêm thứ hai, A lại tiếp tục mơ tới mẹ chồng lần nữa, và bà vẫn mặc bộ quần áo mới mà bà ấy đã mặc cho bà lúc mà đưa bà vào quan, đứng ngoài cửa bà nhòm vào trong nhà, mặt bà dí sát vào cửa kính làm A giật nảy cả người. Thì trong mơ, A lại nghe thấy tiếng mẹ chồng nói: "Con ơi, ngày mai con kêu bố họp gia đình đi." Thì vẫn như đêm đầu tiên khi mơ thấy mẹ chồng, A đều tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng hoảng sợ. Nhưng cứ kể cho chồng nghe thì chồng lại gạt đi và không tin, nói rằng là A đang mơ linh tinh. Và liên tiếp đến tận ngày thứ 3, lần này thì A không nghĩ chỉ là do đầu óc của mình tự tưởng tượng ra nữa. Mẹ chồng A lại về báo mộng, bà vẫn đứng ở ngoài cửa nhòm vào bên trong, thều thào gọi con dâu: "Con ơi, mẹ vẫn còn tiền đấy, mẹ vẫn còn tiền đấy con ạ." Và hai cái câu nói này cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế trong giấc mơ, A nổi hết cả gai ốc. Ngay ngày hôm sau, bạn ấy vội vàng chạy ra bàn thờ thắp nhang khấn vái, khóc lóc xin với mẹ rằng là: "Mẹ ơi, mẹ còn điều gì còn trăng trối chưa nói thì mẹ bảo cho con, chứ mẹ đừng hiện về liên tục như thế này làm con sợ lắm." Và sau khi khấn ý, thì đám khói màu xám từ nhang cứ bay lởn vởn quanh tấm di ảnh mãi mới chịu tan đi. Ai trong nhà cũng nhìn thấy cái cảnh tượng này. Những ngày kế tiếp sau đó thì A không còn mơ thấy mẹ chồng về báo mộng nữa. Lúc đầu bạn còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy. Sau đám tang một tuần, vào buổi trưa mất điện, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, A lại đi sang phòng mẹ chồng ngủ cho mát. Đang thiêu thiêu ngủ thì A bắt đầu nghe thấy có những cái tiếng lạch cạch phát ra dưới gầm giường, giống hệt như có thứ gì đấy đang di chuyển vậy. Ban đầu A còn không thèm để ý, vì là lúc này bạn còn đang trong cơn buồn ngủ. Nhưng cái thứ âm thanh lạch cạch này cứ vang lên mãi, ngày càng lớn, thì A mới từ từ cúi đầu xuống gầm giường nhìn thử xem bên dưới có cái gì không. Dưới gầm giường trống không, nhưng vào lúc bạn chuẩn bị ngẩng đầu lên thì đột ngột nghe thấy một giọng nói rất mơ hồ. Thì A sợ quá vội nhảy xuống giường rồi bỏ chạy thục mạng về phòng. Các bạn thử đoán xem A đã tìm thấy gì trong gầm giường. Các bạn đoán giỏi rồi đấy. Mọi người biết A thấy gì dưới gầm giường mà chạy thục mạng về phòng không? Hóa ra là A đã nghe thấy một cái giọng nói vang ra từ gầm giường, và cái giọng nói giống hệt tiếng của mẹ chồng lúc còn sống nhá. A cứ nghe tiếng đấy văng vẳng vọng ra từ gầm giường: "Ở đây này, ở đây này con ơi." Và sau cái buổi trưa hôm ấy là A tởn không bao giờ dám mon men đến gần phòng bố mẹ nữa. Thì có một chuyện cực kỳ trùng hợp bất ngờ xảy ra ngay ngày hôm sau. Ông bố chồng cứ như có ai xui, tự nhiên em đồ vào dọn dẹp căn phòng của vợ ở lúc mà còn sống. Và khi mà ông lật chiếc giường lên thì ông trông thấy có một cái bọc vải màu nâu cũ kỹ được quấn rất là kỹ và nhét vào cái thanh xà lót ở dưới cái ván giường ấy mọi người. Và lúc ông thấy thì ông gọi các con vào, và mấy bố con mở ra phát hiện bên trong là một bọc tiền đếm được tận 30 triệu tiền mặt luôn. Cả gia đình mà tìm được tiền chắc chắn là rất vui rồi, nên là không ai nghĩ ngợi gì cả, chỉ cho rằng là chắc là bà để tiền dành dụm ở đó rồi là quên đi mất thôi. Nhưng mà riêng A ấy thì nó sợ xanh mắt. Hóa ra cái tiếng gọi của mẹ vọng ra từ gầm giường có lẽ là vì khoản tiền này chăng? Chẳng lẽ mọi chuyện lại trùng hợp đến như thế? Và sau sự việc này khoảng vài ngày thì một lần trong lúc A đang làm cỏ ngoài vườn thì bà hàng xóm nhà ngay sát bên cạnh có sang chơi. Đợi bà ấy thắp cho mẹ chồng A nén nhang xong thì bà hàng xóm mới quay ra hỏi A: "Này, mấy hôm nay nhà mày làm cái gì mà đêm nào tao cũng nghe thấy cái tiếng xếp bát lạch cạch trong bếp thế?"
Thì bạn ấy mới rất là ngạc nhiên, kiểu bị sốc với mọi người. Thì mới lắc đầu bảo là nhà cháu có làm cái gì mà sẽ bắt đâu ạ. Dạo này nhà cháu còn đi ngủ sớm hơn bình thường ấy bà ạ. Thì bà hàng xóm vẫn quả quyết, nói rõ ràng là mấy đêm nay, đêm nào tao nghe tiếng bên nhà mày có tiếng sét bát đũa leng keng, làm sao mà tao nhầm được. Tại ấy, hai nhà thì sát bên cạnh nhau, và phòng bếp nhà A với phòng ngủ nhà bà hàng xóm liền kề, cách nhau có một tấm lưới mắt cáo thôi. Nhà bạn nào hay dùng lưới mắt cáo quây vườn thì chắc là dễ hình dung hơn ấy. Thì A lúc này mới chột dạ nhớ lại lúc mà mẹ chồng bạn mất quá đột ngột, chưa kịp ăn uống gì. A nghĩ bụng là chắc có lẽ là vì bà đói quá nên đêm nào cũng có thể bà đã về mà lục ở dưới bếp tìm đồ ăn lên. Và càng nghĩ thì càng thấy thương mẹ chồng hơn. Mọi người biết ấy, người xưa thì quan niệm là loài chó và loài mèo có thể nhìn thấy được linh hồn. Và ban đêm mà nghe tiếng chó chu hay mèo kêu thét lên thì rất có thể xung quanh bạn đang tồn tại một cái lực tâm linh nào đó mà không thể nhìn thấy được. Thì nhà A có nuôi một con chó được 5 năm rồi. Từ hôm mẹ chồng mất thì lạ thay cứ đúng 11 giờ đêm là con chó bắt đầu gào rú. Bà ấy ví cái tiếng chu của con chó nghe thê thiết, nó thất thanh, nó rợn rợn lắm. Và cứ mỗi lần mà nó chu lên ấy, thì hai chân trước của nó liên tục cào bới xuống đất, nghe mà nổi hết cả da gà. Đêm nào như đêm nào, cứ đến đúng giờ là con chó nó lại chu lên nửa tiếng sau thì nó mới chịu im. Và không chỉ có hiện tượng chó chu, một chuyện nó xảy ra với con chó này làm A vẫn nhớ tới tận bây giờ. Là vào một buổi trưa, A đứng ở ngoài sân phơi quần áo. Vị trí bạn ấy đứng có thể nhìn được vào trong cái phòng mà mẹ chồng trước nay ở. Và thẳng về cái hướng A nhìn là cây đàn cũ đã bị hỏng. Nhưng vì tiếc nên là bà không nỡ vứt đi mà bà mẹ chồng của A lại dựng tạm vào góc phòng. Thì trong cái lúc A đang phơi đồ ấy, thì con chó từ dưới lán để xe đột nhiên nó phi lên, hai chân trước nó cào xuống nền sân liên tục gầm gừ với A. Nó vừa gầm gừ vừa quay đầu nhìn về phía chiếc đàn rồi nó sủa ầm ĩ. Và A chưa bao giờ thấy có hiện tượng kỳ lạ như thế này, và con chó đó từ xưa nay nó cũng chưa bao giờ nó gầm gừ hay là nó sủa với A bao giờ cả. Nhưng sau cái lần ngủ trong phòng mẹ chồng và nghe thấy tiếng gọi của bà dưới gầm giường, A không dám đi vào phòng đó một mình nữa, cứ thế vừa che quần áo vừa quát con kỳ bảo nó im đi đừng sủa nữa. Con kỳ rất kỳ lạ, hôm nay không biết nó ăn phải gan hùm hay sao ấy, mà bình thường ấy nó chỉ loanh quanh ngoài sân thôi chứ nó không bao giờ dám chạy thẳng vào phòng. Nhưng mà hôm nay nó dám chạy thẳng vào phòng, đứng trước cây đàn mà vừa cào sủa vừa chu lên. Thi thoảng nó lại ngoái đầu của nó ra chỗ A đứng rồi sủa như muốn nói một điều gì đó. À hãi quá mới gọi bố chồng đã ở ngoài vườn. Thì bố chồng A lặng người một lúc, hai bố con quyết định lật cây đàn organ ra xem sao. Thì vừa chạm vào cây đàn, con kỳ nó bỗng im bặt rồi quay ngoắt đầu chạy ra sân một cách ngoan ngoãn. Và điều kỳ lạ trùng hợp nữa đó là khi lật cây đàn ra thì hai bố con thấy những cái tờ 500.000 xanh lại rơi ra. Hai bố con mở cây đàn và nhặt được rất là nhiều tiền, đếm sơ sơ ở đó phải khoảng 20 triệu đồng. Lúc này chẳng ai nói với A câu gì đâu, nhưng trong lòng mọi người ấy cũng hiểu rằng có thể mẹ chồng của A khi mất chưa kịp trang trối lại điều gì cho con cháu nên mới liên tục hiện về. Từ việc báo mộng cho con dâu đến việc tạo ra những hiện tượng kỳ lạ trong nhà nhằm báo cho mọi người biết về số tiền tiết kiệm mà bà đã cất giữ được. Những sự việc kỳ dị trên chỉ diễn ra trong đúng 49 ngày bà mất. Và sau 49 ngày kể từ đó, A cũng không còn mơ thấy mẹ chồng về báo mộng lần nào nữa. Thế nhưng hiện tượng con chó hú, sủa đêm vẫn diễn ra tới tận 1 năm liền. Và từ đó thi thoảng A với chồng còn thấy những cái bóng đi lại từ sân xuống bếp rồi lại ra cái lán chỗ chuồng mấy con chó mỗi đêm để sửa soạn, đúng y như ngày xưa thói quen của bà lúc còn sống trước khi đi ngủ vậy. Và sau khi tâm sự với mình xong, A có nói rằng là những cái hiện tượng mà bạn ấy kể trên đã làm thay đổi toàn bộ quan niệm về tâm linh từ xưa đến giờ. Giờ thì cả chồng cả bạn ấy đều đã tin rồi. Còn bạn, bạn cũng đã từng trải qua những hiện tượng kỳ lạ này bao giờ chưa? Đừng ngại mà hãy gửi những câu chuyện tâm linh có thật của bạn về hòm thư cho mình nhé, để mình có cơ hội được chia sẻ câu chuyện có thật của các bạn tới với cộng đồng những người yêu thích các hiện tượng tâm linh có thật. Hòm thư mình sẽ để lại trong phần bình luận nha mọi người.